Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại giờ mình đang ở thôn Là Lạc, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đây là một cái địa phương cũng bị thiệt hại rất là nặng nề trong cái đợt mưa lũ của cơn bão số 3 các bạn ạ. Toàn bộ khu vực này là cánh đồng các bạn nha, nhưng bây giờ tất cả đều bao phủ bởi đất đá, và hiện tại ở khu vực này là có 6 hộ bị thiệt hại rất là nặng, trôi mất một hộ, còn 5 hộ nhà cửa bị vùi lấp trong đất đá, bùn cát và rất là nhiều cây que, rồi là những cây gỗ ở trên đồi thì nó tràn xuống các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi vào cái thôn này để tìm hiểu xem là thôn này bị thiệt hại như thế nào các bạn nhé. Hiện tại lúc này là cũng có một số đoàn cứu trợ, người ta cũng đến cái thôn này nhưng mà bây giờ là không thể vào thôn được. Đó, đường đang bị hỏng các bạn ạ. Đó, đường hỏng và không thể vào được, người ta đang phải quay đầu. Một cái xe nhỏ này và có một cái xe to nữa. Đó, bỏ cái đoàn Lam Định các bạn ạ. Đó, người ta đang lên ở trên này thì bà con bây giờ là một là phải qua suối, hai là xe bây giờ phải tìm cách sang. Hiện tại giờ suối đang bị, con đường này đang bị chia cắt bởi đợt lũ quét đánh bay cái con đường, và bây giờ mình muốn sang cái làng bên kia để tiếp cận 6 ngôi nhà đấy thì phải đi qua suối các bạn nhé. Mình sẽ phải lội qua suối mà nghe nói là suối ngập đến tận bụng các bạn ạ. Thôi cố gắng các bạn nhé. Đó, đây là toàn bộ cái khu cánh đồng các bạn này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là những hình ảnh từ trên cao, các bạn thấy là cánh đồng rộng bao la bát ngát. Anh ấy cho em hỏi là cái hôm mà xảy ra lũ quét này nó vào hôm buổi sáng hay buổi chiều anh? Buổi chiều. À buổi chiều. Buổi chiều hôm nay là tầm khoảng mấy giờ ạ? Tầm 1-2 giờ. 1-2 giờ. Hôm đấy là hôm thứ ba cơ hay là thứ hai? Hôm thứ hai. À? Hôm thứ hai. 1 giờ. Mùng 9 tháng 9 hôm thứ hai. Tức là nó hôm mấy hôm trước là nó mưa to lắm à? Mưa cũng vừa và mưa to vào hôm chủ nhật là mưa to nhất. Mưa cả ngày đến đêm luôn. Thế xong là nó ào một phát xuống rồi luôn à? Xong lúc sáng là nó vẫn còn bình thường. Lúc sáng vẫn còn bình thường không ngờ tầm 1 giờ lên cao. Chiều là nước nó dâng nó tràn từ trên núi xuống à? Vâng. Sau đêm hôm sau nữa lại to thêm. Đêm hôm sau nó bị trận nữa. Ừ. Sợ thật. Thế nào gia đình anh có bị thiệt hại gì không? Có ạ. À. Mất ruộng. Mất hết ruộng luôn. Suối là đi qua đúng dưới ruộng luôn. Vâng. Mất trắng luôn. Vâng. Đấy. Có mấy ít ruộng thôi, bị trôi mất bây giờ không biết đâu lấy đâu ra để làm. Mất cả trâu luôn à? Không, ruộng đấy. À mất ruộng à? Vâng. Mấy tí ruộng đấy nhìn quanh năm ăn. Vâng. Và em cảm ơn anh nhá. Em xin chia sẻ với gia đình nhà anh nhá. Đó, chỗ này là hai máy xúc đang phải làm việc một cách rất là khẩn trương để cho đoàn xe cứu trợ người ta viện trợ cho bà con các bạn nhá. Bên kia thì bà con tập trung rất là đông rồi để nhận hàng cứu trợ, nhưng mà đi sang bên này cực kỳ là khó. May quá là máy xúc người ta đang làm việc rất là khẩn trương để đi sang được cái ngôi làng bên kia các bạn ạ. Đó, mình sẽ phải vượt qua cái chỗ này để sang làng bên kia các bạn nhé. Một cái khung cảnh rất là tan hoang. Toàn bộ khu vực này là cánh đồng các bạn nhé. Và khu trên kia là có 6 ngôi nhà bị vùi lấp. Đấy, người ta đang sửa đường này các bạn này, để cho ô tô nó qua để chở hàng cứu trợ các bạn cho bà con ở bên này. Tức là bà con ở bên kia hoàn toàn chia cắt với thế giới, với khu vực khác của các bạn ạ. Không thể qua khỏi cái ngôi làng đấy và mọi người sẽ phải bị cô lập các bạn ạ. Ở đây thì nào, bà con thì sang bên này đi vớt củi các bạn ạ. Đó. Anh ơi, thế là anh đi lấy cái này là gọi là làm vớt củi à? Dạ thế. Anh đi vớt củi à? Không, chẳng biết là anh kia thôi. Vâng. À, làm cái này là để làm mốc đường đấy à? Đấy, làm cái cột là đây. Cắm cái cột này là để làm cái mốc đường để cho máy xúc nó xúc qua ạ. Mình cứ tưởng là người ta vấy củi cơ. Cắm cái cột này để cho máy xúc người ta biết cái mốc giới để cào đường đi qua ạ.
À không phải quan ạ. Cắm cái cột này để cho máy xúc nó lấn suối, nó múc thành con suối để nước chảy về đây. Quan ạ, còn cái chỗ các anh kia đang đứng kia thì là con đường đi các bạn nhé. Đó, vừa san đường, vừa cào suối, lấn dòng suối các bạn ạ. Đó. Toàn bộ khu vực này là cánh đồng các bạn này. Sợ chưa, cảnh tượng thật là ngổn ngang. Đây này còn gốc lúa các bạn này. Đấy. Gốc lúa trơ nè. Sợ chưa? Còn bây giờ mình sẽ đi dần dần tiếp cận vào cái ngôi làng bên kia. Chào chị nhá. Mình bây giờ mình đang đi làm gì đấy? Mình đang đi nhặt củi. Đang đi nhặt củi à? Cái củi này gọi là củi gì? Chỉ biết là củi thôi, không biết củi gì. Đây thế trước đây là chỗ này toàn bộ là cánh đồng hết đấy à? Đây là hai cái ao. Hai cái ao. Vâng ạ, hai cái ao bên một cái nhà bên kia, trang trại nuôi lợn các thứ ở bên này. Một cái trang trại nuôi lợn ở cái chỗ mấy cọc bê tông kia đấy à? Vâng ạ. À, trang trại nuôi lợn. Nhưng mà bị trôi hết rồi đúng không? Vâng ạ, trôi hết. Nhà mình có bị thiệt hại gì không? Nhà mình thì bị, nhưng mà bị có ít thôi, ít lúa, nó bị lúa quét, mất một ít lúa hơn. Vâng. Bị hơn những nhà khác. Bị lúa quét hết ruộng rồi, còn nhà khác thì mất trôi cả nhà. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ là em muốn tiếp cận sang bên kia là mình cứ đi theo mấy chú này là đi được đấy à? Vâng ạ, em muốn đi tiếp cận sang bên kia thì đi thẳng từ đây lên kia chỗ kia là có người ta ở đấy hỗ trợ đi lại sao? À, chỗ kia là cái suối rất là sâu đấy à? Vâng ạ. À. Sâu đấy. Đây đấy thán luôn. À. À, chỗ kia mới là chỗ sâu đúng không? Chỗ kia mới là chỗ cầu để đi qua lại ạ. À. Cầu vẫn còn nhưng mà à, đúng rồi. Còn cái chỗ sâu nhất mà lúc đầu mình nói là nó đến tận bụng ấy thì là ở khu trên kìa, chỗ cái đường bê tông rồi. Đó, chỗ mấy cái ngôi nhà kia và rất là nhiều người đang đứng kìa. Chỗ đấy là chỗ khó đi lại. Tí nữa chúng ta sẽ tiếp cận gần đến đấy các bạn nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi dần dần đến khu trên đấy. Đây các bạn thấy là nước suối chảy rất là xiết luôn. Đó các bạn ạ, nước suối chảy rất là xiết luôn, bây giờ mình sẽ phải đi mò. Đi dần đi mò sang cái ngôi làng bên kia các bạn nhé. Đó, ngôi làng bên kia rất là nhiều bà con đang đứng chờ đấy để chờ cái xe của đoàn từ thiện. Mà xe của đoàn từ thiện là không thể qua nổi chỗ này. Các bạn ạ. Đây, chỗ này người ta cũng đang lắn suối, lắn đường đang. Không biết là bao giờ mới xong được. Được, anh ấy đang cắm mốc này, cắm mốc để lắn suối, lắn đường. Cực kỳ là rộng, bao la bát ngát luôn. Toàn bộ là cánh đồng nhưng bây giờ nó chỉ còn là đất đá thôi các bạn ạ. Đây này. Chỗ này người ta bảo là chỗ này là có một cái ngôi nhà và một trang trại. Đó, bây giờ còn trơ hai cọc bê tông thôi. Và chỗ này là các chú ấy, vừa bên kia suối sang. Có nước có sâu không hả chú? Nước sâu đến đây rồi. Đến đùi luôn nào? Trời ơi, tí nữa sang mà sang được nhỉ? Đó, tí nữa mình là thử thách đến lượt mình các bạn ạ. Đây các bạn ơi, đây là cái trang trại này. Giờ còn đúng hai cột bê tông luôn. Đó. Còn đúng hai cột bê tông luôn thôi. Một cái trang trại xóa sổ. Trắng băng luôn. Đấy, đi theo cái đường này nó dễ đi các bạn ạ. Toàn cây củi các bạn này. Ở khu vực này là có 6 ngôi nhà thì là người ta bảo là mình cũng chỉ nghe đến người ta bảo là trôi mất một ngôi nhà, còn 5 ngôi nhà bị vùi lấp các bạn ạ. Đấy, chúng ta đang đi dần đến khu trên này, tiếp cận sang cái làng bên kia các bạn ạ. Toàn bộ chỗ này là đất đá. Các bạn có thể nhìn thấy từ trên cao đấy. Nó phải mấy cây số luôn các bạn ạ. Hôm rồi quay ở Bảo Yên ấy thì là một cái làng đấy cũng chết cả làng. Có 37 hộ với 128 nhân khẩu mất tích, hơn 100 người. Bây giờ hiện tại bây giờ đang tìm thấy tầm khoảng 70 người rồi. Và bộ đội công binh, bộ đội vẫn đang tiếp tục tìm. Để khi nào mình sẽ quay lại cái khu vực đấy các bạn nhé. Đây các bạn này, đây đồi sắn này.
khiếp chưa, đồi sắn sạt từ trên này xuống. Chào các chú nhá. Vâng, chào anh nhá. Vâng. Chào chú nhá. Bây giờ đi đâu đấy chú? Bây giờ đi đâu ạ? Bây giờ đi xuống xã. Xuống xã đi nhận đồ à? À, phải nhận đồ cứu trợ à? Vâng. Đây bạn này, cả một cái đồi sắn tụt xuống. Các bạn biết là nó phải đến mấy chục nghìn mét khối đất. Ôi, bây giờ là mình đang lang thang cái chỗ này là giữa dòng suối luôn các bạn ạ. Giữa dòng suối và cánh đồng. Đó. Ui. Chỗ này các bạn thấy chưa? Toàn những cái cây gọi là cổ thụ. Không biết là loại gỗ gì trên rừng ấy. Nó to chưa này các bạn ơi? Ui, cây này nó y ra là mình tính nó tầm khoảng là 7 mét. Chiều dài của nó 7 mét và đường kính của nó là 70 phân các bạn ạ. Không biết là những cái gỗ gì trên rừng. Toàn ở trên rừng, trên núi nó trôi xuống các bạn này. Một trận lũ quét thật là khủng khiếp. Bên này, những hộ bên này là toàn những hộ bị cô lập hết các bạn ạ. Sang bên này là cực kỳ là khó luôn. Phải đi lội qua một con suối cực kỳ là nguy hiểm. Bây giờ đoàn cứu trợ người ta cũng không thể sang đây được các bạn ạ. Người ta chỉ phát ở xã này hoặc là có thể phát ở cái chỗ mà lúc mình chào các bạn đấy. Rồi. Đây này. Bị cô lập không thể sang kia được. Bây giờ không biết mình có sang được không các bạn ạ. Mình muốn sang bên đấy tiếp cận mấy cái ngôi nhà bên đấy cơ. Còn chỗ này toàn bộ là cánh đồng. Ô này có sang được không anh? Được. Ô nhưng mà đi một mình thì nó trôi mất à? Đi một mình thì nguy hiểm nhỉ? Đằng kia là có rất là nhiều các ngôi nhà các bạn ạ. Nước rất là to luôn, rất là sâu rồi. Có lẽ là không biết có sang được không. Qua được con suối này rồi thì phải tiếp tục qua con suối kia. Chỗ kia mấy chị em đang lội nha. Đó. Nói chung là qua được chỗ này thì là sang bên kia là được rồi. Lúc đi thì chỗ lúc về còn khó nữa các bạn ạ. Đi qua đây cực kỳ là nguy hiểm. Nước rất là to luôn, nước chảy rất cực kỳ là xiết các bạn nhé. Thôi mình đợi xem có ai để, tí nữa có đi thì mình đi cùng giúp đỡ mình đi qua chứ đi một mình sợ trôi luôn các bạn. Rồi. Ủi rất là nhiều cây que, rất là nhiều luôn. Cây gỗ to. Toàn những cây bự thôi. Ở đây là một cánh đồng rất là rộng mà có cả đường bê tông đi qua đây. Hiện tại giờ là không thể qua nổi luôn các bạn ạ. Đó, ở chỗ này khu vực này là có mấy ngôi nhà liền đấy, 6 ngôi nhà liền nhưng mà trôi mất một ngôi nhà, còn 5 ngôi nhà đang bị vùi đất trong vùi lấp trong đất đá. Đó, mình muốn sang bên kia để quay xem người ta vẫn củi nhưng mà hiện tại nước như thế này thì không dám sang luôn các bạn ạ. Sâu lắm, người ta có những người ta đi trước người ta không nắm được tình hình chỗ nào qua được rồi. Mình không thể, không phải một mình đâu các bạn ạ. Còn máy móc đồ đạc các thứ rất là nhiều ở trên người luôn. Bây giờ chỉ biết ở bên này các bạn ạ, đợi một tí nữa có ai đi qua thì mình sẽ đi cùng. Ở đây cực kỳ là nguy hiểm, nước chảy rất là xiết luôn các bạn ạ. Đây các bạn có thể nghe tiếng đất đá các bạn ạ. Nước nó chảy xong là đá nó kêu lục cục ở dưới dòng suối ấy. Đó, bây giờ rất là nhiều bà con bây giờ muốn nhận đồ cứu trợ là phải vượt qua con suối này xong rồi sang bờ bên kia để nhận đồ cứu trợ. Hiện tại giờ là chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh hoặc là những người phụ nữ giỏi giỏi thì người ta đi theo nhóm ấy thì là dìu nhau mới đi qua đây được thôi. Đó, sang cái nhận đồ cứu trợ. Đó, từ đây xuống dưới kia là nước chảy cực kỳ là mạnh. Cái dòng vừa đấy là mình dòng mình đi đến là nước gọi là chảy nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi theo hướng này các bạn ạ. Mình tìm ra một lối đi rồi. Mình sẽ lên tiếp cận mấy cái ngôi nhà sập ở trên kia. Thì mình sẽ đi theo đường bên này các bạn ạ. Không qua suối nữa các bạn nhé. Mình sẽ đi theo đường bên này.
Bên này là kiểu gì là cũng có lối sang các bạn ạ. Đó. Không thì chúng ta sẽ tiếp cận một ngôi nhà ở giữa cánh đồng kia kìa. Ở trước kia có một ngôi nhà ở giữa cánh đồng luôn các bạn ạ. Ở chỗ này là nước nó chảy các bạn này. Sợ chưa? Thành rãnh sâu luôn. Cảnh tượng thật kinh hoàng các bạn ạ. Ôi chỗ này. Không qua được các bạn ạ. Sợ, nước vẫn đang gào thét. Đi chỗ này không phải tận là thụt luôn các bạn ạ. Chẳng lẽ này đến đây này không sang được à? Chỗ này là máy xúc người ta cũng xúc một ít đây các bạn này. Người ta lắn dòng các bạn ạ. Đây mình sẽ đi theo con đường này các bạn nhé. Thôi bây giờ cứ đi đi. Đi theo con đường này không biết là đến đâu luôn. Các bạn thấy cột điện kia, điện ba pha tử tế nhá, nhưng mà giờ bay hết rồi các bạn ạ. Ô, đến đây thì không sang rồi các bạn ơi. Rồi đến đây thì nào, mà cái dòng nước chính ở chỗ này cơ các bạn ạ, không phải ở bên kia đâu mà ngay bên mình luôn này đấy. Mà chỗ này nước rất là sâu, rất là xiết. Bây giờ hết lối đi rồi. Bây giờ muốn đi là phải trèo lên cái đồi sắn này, xong đi vào cái bụi rậm kia. Ồ, đi xuyên bụi rậm, xong ra cho ruộng kia. Không biết có đi nổi không các bạn ạ. Khó quá nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ muốn sang cái làng kia khó quá. Đó, hiện tại bây giờ là cả cái làng bên kia bị cô lập với làng bên này các bạn ạ. Bây giờ chỉ biết đứng nhìn nhau thôi. Đàn ông thì người ta to khỏe, người ta bơi sang. Tôi sang, bên này là các anh, hai vợ chồng với một anh nữa đang tìm cách nhảy sang bên này. Rồi anh kia là đang xung phong đi trước bạn này. Ui, trôi người luôn các bạn ạ. Rất là nhiều đá các bạn nhé. Chảy cũng kia là xiết luôn. Nó vẫn ngã phát là trôi luôn các bạn ạ. Anh kia còn nhảy cơ các bạn ạ. Chỗ kia là đi được, chỗ kia là dễ đi hơn. Chỗ này đi được nhỉ? Đấy, đi theo đường anh này là đi được. Đi thẳng kia sang kia luôn, nhưng mà đá lăn vào chân của anh. Ôi, bây giờ sang bên đấy khó sang thế nhỉ? Em muốn sang gặp mấy cái ngôi nhà bị sạt lở bên kia kìa, không có lối nào sang luôn luôn à? Không có chỗ nào sang được đâu, chỉ có cái đoạn này đi được nhá. Theo cái bên suối lên trên kia có một đoạn cây tre nó vác sang ấy. Từ đấy sang có mấy nhà đấy. Xong rồi đi theo dọc suối lên là tất cả có 6 nhà đấy. Vâng, 6 nhà bị lụt ở đấy à? Sao đây bác ơi? Rồi, thì bây giờ mình sẽ cố gắng bạn ạ, đi theo đường bên này. Đó, vừa đấy là cái anh kia là anh cầm máy cưa, anh còn nhảy bụp. Anh cầm máy cưa anh nhảy và đi rất là khỏe mạnh luôn. Đó. Đó, để điện thoại thì nhờ người khác cầm. Bây giờ chỗ này là mấy người đang dắt nhau đi này. Sợ chưa? Ngập đến tận đùi luôn rồi. Đó, mình mà đi chỗ này thì mình thấy nguy hiểm quá các bạn ạ. Mình còn rất là nhiều đồ, mình không phải mỗi cái người không đâu. Đó. Con người thật là nhỏ bé trước thiên nhiên các bạn ạ. Nó đi ra trước kia rồi. Ô, cẩn thận. Đấy, hai anh này chắc là qua được rồi, sẽ đến đây là qua được rồi.
Còn trước kia là một người đàn ông dắt một người đàn bà, chắc là anh em họ các bạn ạ. Đó, nó qua rồi. Thế là đi theo lối này các bạn ạ, đi theo lối này. Đấy, ra cái chỗ xe cháy kia xong là đi ngược bên kia. Nó đi quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy này, vùng cao khổ chưa? Đi qua đây đâu phải đơn giản đâu, cực kỳ là vất vả, khó khăn. Mình muốn là lên tiếp cận 6 ngôi nhà bị ngập lụt kia cơ, bị vùi lấp kia cơ. Nhưng mà đợi một tí ra xem tình hình nào các bạn ạ. Anh này anh ấy dắt, nói chung là có hai người dìu nhau thì dễ hơn. Cả một ngôi làng bị cô lập các bạn ạ. Đấy, đi theo anh kia. Điều kiện nước chảy mạnh nhất. Úi giời. Úi giời. Đây là đùi luôn. Xong ra cho đấy là cứ đi theo chỗ kia là thẳng lên thôi. Hiện tại giờ nước chảy rất là mạnh luôn. Kể ra là khó nhất ở ngay cái chỗ này này. Là dễ đi hơn. Còn chỗ kia thì nước chảy mạnh quá các bạn ạ. Rất là nhiều người muốn qua nhưng không thể qua nổi cái khu vực này. Nước chảy rất là xiết. Thôi nhiệm vụ của mình là phải lên tiếp cận cái ngôi làng bên kia các bạn ạ. Nó sang bên kia rồi là một vấn đề rồi. Bây giờ là phải lội qua một đoạn nữa. Tức là phải lội qua hai dòng nước mới sang được bờ bên kia các bạn ạ. Nước chảy rất là mạnh và cứ nghe tiếng lộc cộc đó. Đây là một cái hành trình rất là vất vả các bạn ạ. Sang bên kia là ok rồi các bạn ạ, ta có thể đi sang kia được rồi. Đó, coi như là sang bờ bên kia rồi các bạn nhé. Đó, sau một lúc tìm ra cái phương án để qua được dòng suối thì là bây giờ mình có được một anh hỗ trợ các bạn ạ. Anh này là anh, một anh chủ nhà, một trong những 6 hộ mà bị vùi lấp, mất nhà ấy. Thì anh đang hướng dẫn mình đi qua cái con đường này các bạn ơi, nhìn này. Thụt lưng ổng ủng rồi. Đó, anh dẫn mình sẽ đi theo con đường này. Nhiều lúc về có con đường đi không anh? Con đi đi. Mày sợ lúc về mất đường đi thì chết. Có mà. Đó, bây giờ đã vượt qua được cái đống đất này rồi các bạn ạ. Đống đất này rất là thụt luôn. Anh ấy đang dẫn mình về cái khu chỗ nhà anh đấy. Gồm có 6 hộ bị trôi nhà, lấp nhà các bạn ạ. Đường đi cực kỳ là khó luôn các bạn này. Bạn thấy chưa? Nếu mà không qua suối thì phải đi ra đường này. Và đường này thì phải băng rừng. Đấy, đấy băng rừng đấy. Đi hay. Vâng. Đi hay. À họ đi đường bên này à? Mình đi. À tí về mình đi đường này được không nhỉ? Được chứ, đi sang được ở đây được. Đi theo cái nối này luôn hả anh? Đúng rồi đấy. Xong rồi tụt xuống chỗ máy xúc đấy à? Đấy đúng rồi, máy xúc đấy. Vâng, à tí đi đường này. Đấy bây giờ là băng rừng lội suối. Lội suối thì không dám lội rồi. Nước chảy rất là xiết, còn rất là nhiều đồ đạc máy móc các bạn ạ. Bây giờ vượt qua đồi sắn này. Uầy. Vượt qua cái rừng sắn này xong rồi đến cái khu kia nào. Nói chung là bây giờ cứ đi theo anh người dân ở đây, một trong những 6 hộ bị thiệt hại các bạn ạ. Anh vừa đi xuống xã về đấy à? Chỗ này bây giờ chỗ đứt à? Sao được không? Hết lối à? À vẫn đi được. Đi được, đi được. Vâng. Qua này đi được rồi.
qua đường này được không? Vâng. Qua mỗi chỗ khó này được. Bây giờ phải leo lên cái đồi này, đỉnh dốc qua này. Qua mỗi chỗ khó này được không? Vâng. Giờ phải leo ngược cái chỗ cây chuối này. Bạn thấy chưa? Đi. Ui, chạy dạ. Đấy, để quay cho bạn xem được những cái cảnh như thế này thì phải vượt qua. Sợ chưa này, rông dựng đứng luôn. Đi được không? Đi được ạ. Lương chảy vẫn là rất là xiết luôn ở khu dưới này. Uầy, bây giờ mình tiếp tục nhé. Đây, đi đường là mình ghi lại cái cảnh này. Đi đường cho bạn thấy được là để tiếp cận được cái ngôi làng bên này thì là đây là con đường duy nhất đường băng rừng. Còn đường vượt suối kia là cực kỳ là nguy hiểm, phải có hai người dìu nhau hoặc là người nào khỏe mạnh tự tin người ta mới đi được. Các bạn xem được cái video này thì các bạn nhớ cho mình một like, một chia sẻ nhá, để video của mình để nói chung là để nhiều người cùng biết đến cái thôn này các bạn ạ. Thôn này thuộc xã Trịnh Tường các bạn ạ, đang bị cô lập như thế nào, một cái hành trình cực kỳ là gian nan vất vả để ghi lại những cái hôm qua là bọn nó đi núi này này. Vâng, hôm nay nó trượt vẽ đây rồi. Hôm qua đi núi này, hôm nay là trượt rồi. Hôm qua là họ đi theo cái đường ven suối này nhưng mà hôm nay là mất đường các bạn ạ. Bây giờ thì là chỉ sợ là trời mưa nó lở đất thôi, còn nếu mà trời cứ lắng ráo như này là vẫn có thể đi được các bạn ạ. Đấy, bên trên thì là vực, là đường nhỏ hẹp, dưới là vực thẳm, nước vẫn không ngừng gào thét. Sau một lúc thì hai nhà mình đã đi qua được cái đoạn khó nhất rồi, bây giờ là đi trên cánh đồng ngô với cả ruộng. Ở đây là có 6 hộ bị vùi lấp nhà hả anh? 6 hộ mất hết nhà luôn. Mất hết nhà cửa. Mất hết nhà. Sợ nhờ. Hôm vừa rồi là ở Bảo Yên ấy, mất đi cả một ngôi làng luôn mà. Đúng rồi. Hôm vừa rồi em mới xuống đi đấy xong. Sợ thật đấy. Lũ ghê thật. Bây giờ mới có điện có sóng đấy. Vâng. Giờ là có điện thì mới có sóng điện thoại, không thì là bị cô lập bên này là mất điện. Mất điện, mất sóng các bạn ạ. Nước thì bà con có thể là vẫn có thể tận dụng nước đồi để sinh hoạt được. Nhưng mà mất điện, mất sóng là không thể liên lạc được. Người thân, người nhà gọi cho nhau thì không gọi được luôn. Không biết tình hình thế nào các bạn ạ. Đó, bây giờ thì hai anh em mình đã đi qua cái chỗ khó nhất rồi. Ngược dốc rồi là chui qua đồi sắn, rồi là búi cỏ. Thì để sang được bên này rồi. Ê, cả cái chỗ này là nó giống như kiểu ở bên dưới Bảo Yên ấy, một ngôi làng nhỏ xinh xắn, có cánh đồng lúa này và có con suối nhé. Rất là đẹp thơ mộng chảy sóc rách qua đây, nhưng mà khi mà lũ quét đến thì nó chạy xuống đấy à? Thì xóa sổ luôn các bạn ạ. Sợ chưa, để có được những hình ảnh như thế này thì là mình phải đi một con đường rất là xa các bạn ạ, khoảng 100 cây số. Xuất phát từ ở nhà từ lúc 5 giờ sáng các bạn ạ. Cái chỗ này là mình sang được là vì là cái suối này nó té đôi. Vâng. Té đôi dòng này. Chỗ này là té đôi. Thế mình hai vẫn suối mà cái này hai suối tập một chứ. Vâng. Cái này mình dí mình lội qua được. Vâng. Chỗ kia là sâu quá. Chỗ lúc trước là sâu quá, chỗ này thì có thể lội qua được. Đây là cái hành trình đến cái chỗ ngôi nhà các bạn ạ. Đó, xong một lúc thì hai anh em mình đã vượt qua rất là nhiều những cái đoạn. Ui ui ui. Cái tận. Ngã luôn. Trơn ngã luôn. Biết rồi. Một cái chỗ kia rồi. Chỗ này cực kỳ là trơn luôn các bạn ạ. May là mình kinh nghiệm đi vùng cao rồi. Đi lũ lụt thì có ủng. Không thì cực kỳ là trơn luôn các bạn ạ.
Đó, hai nhà mình đã vượt qua gọi là băng rừng, một đoạn băng rừng tầm khoảng 2 cây số. Và bây giờ là ra đến chỗ lòng suối này rồi. Lòng suối này là chỗ này thì suối nó tách đôi ra các bạn ạ. Suối tách đôi ra nên là đi dễ hơn. Tí nữa phải vượt qua một chỗ suối nữa cơ. Đó, vừa đi vừa quay cảnh. Ghi lại cái hành trình mà để tiếp cận được 6 cái ngôi nhà đấy. Nó vất vả như thế nào các bạn ạ? Sợ chưa? Như kiểu là cái bãi chiến trường ấy nhờ. Phá tan hoang luôn này. Ấy trước đây toàn là cánh rừng, cánh ruộng hết hả anh? Ruộng hết. Toàn bộ là cánh đồng ruộng. 100 hectare lúa luôn. 100 hectare lúa. Đây này, có này, mương này, mương này ra lúa cùng ruộng này hết này. Vâng. Mương thủy lợi ấy, giờ không còn cái gì luôn này. Sợ chưa? Bạn thấy là lũ lụt thật là khủng khiếp luôn. Người ta bảo là nhất thủy nhì hòa mà các bạn. Wow. Nhà kia là bay là cái hồ bay mà. Vâng. Đi vào giữa nhà luôn. Vâng. Còn mấy nhà mới mất bên kia là bên đồi bên kia còn bay đi. Ôi, mấy cái kia còn mới cái khung nhà nhờ. Kiểu như này nó còn tươi như này. Sợ nhỉ, nhìn chỗ này nó rất là đẹp mà nó bay hết như này luôn nhỉ. Chỗ này đẹp lắm. Vâng. Toàn bộ chỗ này xưa là cánh đồng đấy à? Cánh đồng hết. Vâng. Lúa bạt ngàn. Bạt ngàn lúa đây. Giờ thì phải hết sạch tập. Giờ thì toàn đá thôi. Toàn đá không. Sợ nhỉ. Toàn lúa là lúa hết. Vựa lúa luôn này. Một vựa lúa của xã này. Vựa lúa của xã luôn. Mất hết à? Lúc đoạn trước thì các bạn có thể xem từ trên cao nó là ở tầm khu ngoài thôi. Lúc mà mình bay đến đoạn này thì là mất sóng các bạn ạ. Khuất đồi núi quá nên là phải cho máy bay về. Cháu ơi, mấy cái nhà kìa, nhà xây cao thì vâng. Bay hết kìa. Đấy. Trên đỉnh đồi à? Đỉnh đồi kìa. À, dãy đồi kìa. Dãy đồi đấy, dãy nhưng mà nói là dãy nhưng mà nó cao hơn suối mười mấy mét đấy. Vâng. Chứ ai ta làm dãy đâu, nói là dãy bây giờ nó tôn vào là dãy thôi. Vâng. Chứ nó còn cao hơn suối 12, 15 mét. Vâng. Đi qua chỗ này nhớ nó có thụt không đấy? Không thụt đâu. Đó, không thụt đâu. Sợ nhất là đang đi tự nhiên thụt một phát, không chui không ra được thì. Không, không có thụt, ở đây không thụt. Vâng. Đây không có thụt, thì không có thụt. Vâng. Đấy, lúc đấy đang bay trên đấy thì mất sóng các bạn ạ. Khuất đồi núi mất sóng là phải quay về ngay. Tí nữa chúng ta sẽ. Và bây giờ là chúng ta đang xem ở khu vực này rồi. Đang xem ở tầm cao các bạn ạ. Đấy, toàn bộ chỗ này trở thành bãi đá các bạn ạ. Ôi, sợ nhờ. Út ngàn luôn. Đó, sau khi mà đi đến khu vực bờ suối thì nước vẫn rất là to các bạn ạ. Và hai anh em mình không thể qua được bờ suối, cực kỳ nguy hiểm, mình cũng không muốn mạo hiểm để đi sang bên kia. Đó, mặc dù là ở chỗ này là cũng có mấy cái tre và hai anh em là cũng ý định là nhờ các anh ở bên kia để chặt cây tre ấy. Đó, nhưng mà chặt được một cây rồi nhưng mà tình là không ổn các bạn ạ, nên hai anh em mình sẽ quyết định quay trở về các bạn nhé, quay trở về theo đường cũ thôi, lại băng rừng về cái chỗ mà nhiều người đang đứng đợi các bạn ạ. Chúng ta có thể quan sát được ngôi nhà, mấy ngôi nhà đấy từ trên cao thôi. Ở khu vực này sóng GPS rất là thấp các bạn ạ. Sóng điện thoại không có luôn, sóng GPS cũng cực kỳ là thấp nên là mình chỉ bay được một đoạn ngắn ở đây các bạn nhé. Đó, cái ngôi nhà kia thì các bạn thấy là theo lời anh ấy kể là lũ nó lao ập thẳng vào cái ngôi nhà đấy các bạn ạ. Đấy, cái ngôi nhà mà chúng ta đang xem này, đang xem ở trên tầm cao đấy, lũ lao thẳng vào ngôi nhà đấy luôn. Và bây giờ mọi người cũng đang dọn dẹp nhà cửa. Khung cảnh hoang tàn chưa? Không còn một cái gì. Giống như kiểu ở dưới Bảo Yên ấy. Toàn bộ khu vực này chỉ có đá là đá thôi các bạn ạ. Một cái cánh đồng, ngày trước anh bảo nó đây là một cánh đồng cực kỳ là rộng lớn mà chúng ta có thể quan sát được tầm cao đấy. Thì ở đây rộng lớn lắm. Xa ngút ngàn, mấy chục hectare. Nhưng bây giờ chỉ còn lại là đá thôi các bạn ạ. Thật là thương tâm các bạn nhé. Đó, và chúng ta đang xem cái ngôi nhà này là một ngôi nhà điển hình. Ờ, hiện tại lúc này là anh như thế này là chuyển ga đi hả anh hay như nào? Mình chuyển đi, chuyển chạy lũ. Chuyển chạy lũ à? Về bán thôi. Vâng. Chuyển từ bên kia làng bên kia sang làng bên này. Các bạn ạ. Đó, người ta phải khiêng gà qua suối các bạn ạ. Chuyển gà, chuyển lợn. Chuyển hết nhà cửa rồi. Các bạn ạ. Bên kia là đoàn cứu trợ người ta đang tập kết đằng kia các bạn ạ. Đó, sau lúc di chuyển qua đồi ngô này, ruộng này, rồi là đồi quế này, rồi là búi cây rất là nhiều khu vực. Thì bây giờ mình đã về đến cái chỗ máy xúc rồi các bạn nhé.
một cái chuyến hành trình cực kỳ là mệt, cực kỳ là vất vả các bạn ạ. Đó các bạn ạ. Đó, người ta đang chạy gà rồi là rượu. Rất là nhiều thứ khác các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái khu khó đi này các bạn nhé, để xem bà con đang sang đường kiểu gì các bạn ạ. Nhà quê ở Trung Tiến. Vâng. À, chuyển gà về thế à? Vâng. Trên này là sợ lũ tiếp hay đang phải chuyển ạ? Sợ lũ tiếp. Sợ lũ tiếp nên là mọi người đang chuyển. Trên này không còn nhà đâu. Vâng. Chuyển gà, ngan gà vịt về ra khu vực khác, chỗ người thân các bạn ạ. Đó. Cực kỳ là vất vả luôn các bạn ạ. Đó, sau một lúc thì mình đã sang được bên này rồi các bạn ạ. Em ơi, bây giờ đi đâu đấy, sang bên kia à? Bây giờ xa đi chợ. Đi chợ à? Đi theo lối này, anh vừa đi sang lối này được, đi được mà. Với là mình thấy mọi người đi, xong là mình cũng đi theo các bạn ạ. Ơ, lúc sáng em qua nhà ngoài kia phải không nhỉ? Dạ. Đây này, bây giờ mình đi xuống chợ á? Vâng. Sao đi xuống chợ làm gì mà đông này? Đúng rồi, đi lấy chỗ ấy. Lấy, có nghĩa là lấy đồ tại chợ à? Vâng. À, lấy đồ bên chợ các bạn ạ. Đó, vừa lấy là mình đi lối này. Thẳng chỗ này sang này. Thẳng chỗ này sang. Em vừa đi mà. Nó chỉ đến đầu gối thôi. Đi được, em vừa sang mà. Đây, vừa mình đi qua lối này. Anh vừa sang ở đây. Dấu với đây à? Anh vừa sang và đánh dấu cái ủng kìa. Vừa mình đi sang lối này con này. Đấy. Được không? Đấy, đi được mà. Đây này, anh đánh dấu, anh đánh dấu cái ủng này như này. Cái ủng anh để bên kia kìa. Nhấc ủng lên. Đấy, nói chung là vẫn đi được bạn ạ. Vừa đấy là mình phải đi qua cái chỗ này các bạn nhá. Không thể quay được, vừa đi vừa thì không thể quay được các bạn ạ. Nó chỉ đến qua đầu gối một tí thôi. Còn đoàn này thì là người ta đi theo đường khác. Đấy. Thằng kia cực kỳ là khó đi luôn. Vừa đấy là mình thấy chỗ này người ta đi qua đây rồi thì mình mới đi các bạn ạ. Đi đúng cái chỗ này. Mình đi là mình đánh dấu luôn các bạn ạ. Cái ủng của mình kia. Đó, mình đi thẳng. Mình đi thẳng đường này sang đây. Thì là mình đánh dấu luôn cái ủng ở kia. Đấy, cứ thế mà nhắm thẳng sang các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ máy xúc kia các bạn nhé. Nhìn đấy để xem mọi người đang di chuyển sang bên này bằng cách nào. Đây, lúc sáng mình quay ở chỗ này suốt các bạn ạ. Người dân thì liều mình để đi qua suối. Thế bây giờ là muốn con suối là sẽ có máy xúc hỗ trợ các bạn ạ. Máy xúc người ta sẽ cho người đứng vào cái gầu ấy. Chuyển lợn đi hả anh? Chuyển lợn. Sao bị sạt lở à? Ở cái nhà này hay nhà khác? Ở cái nhà này luôn này. Cái nhà này là đang nguy cơ bị sạt lở. Bây giờ hiện tại nó đang bị hỏng hết rồi, nghiêng hết rồi. Ở trong đấy có ít gà, ít lợn. Nên là mọi người bây giờ đang chuyển gà ngan và bây giờ chuyển lợn đi các bạn ạ. Rồi. Muốn qua bên này thì phải đi qua cái suối. Các bạn thấy nước chảy khủng khiếp chưa? Hôm nay mình mất rất là nhiều thời gian đi tiếp cận vào mấy cái ngôi nhà trong kia nhưng mà cũng không đến được. Nước quá to. Cuối cùng là phải dùng flycam bay ở trên cao, nhìn ở tầm cao thôi, không thể quay được cận cảnh. Đó. Bây giờ thì chỗ này người ta đang hỗ trợ người dân để chuyển gà lợn. Người bây giờ sang bên này lấy đồ cũng phải đi bằng kiểu này các bạn ạ. Hiện tại đang ở khu dưới kia thì là đoàn tiếp tế đang rất là đông, rất là nhiều người ở khu dưới đấy kia để gửi hàng lên. Nhưng mà đoàn tiếp tế người ta không thể sang đây được. Người dân phải đành phải đi sang để nhận hàng. Đi bằng cách là môn lúc đầu thì nhiều người lội suối,
xong về sau là phải về sau là nguy hiểm quá, người ta phải cho máy xúc ra đây để cẩu người sang các bạn này. Đấy. 2, 4 5 người trên một gầu, 5, 6, 30 ba tạ ấy nhỉ. Mình quên được cái 60 người đi. Khỏe phết đấy, cái gầu được khỏe đấy. Thôi được rồi đấy. Đấy. Sáng nay em phải đi chân kia không qua được. Gần đi qua đến cái nhà ở giữa kia rồi kìa. Nhưng mà đi lên xa nữa không thể qua được, lại quay về đi. Ôi mệt thật. Đây đi nhận cứu trợ đấy. Người dân này đang đi nhận cứu trợ. Nhận đồ tiếp tế các bạn ạ. Bây giờ là đồ tiếp tế không thể qua bên này được, ô tô không thể sang được. Người dân phải tự sang, không mà thì lúc về thì là cũng về. Lúc về là cũng về cửa này luôn này anh. Lúc về là cũng về cửa này luôn này các bạn này. Đó, cảnh tượng rất là khổ ở trên vùng cao. Đấy, chỉ có vùng cao mới có cái cảnh tượng như này các bạn này. Đấy, người dân phải đi qua suối bằng... Tiếp theo là ba chị em các bạn ạ, ba người phụ nữ đang qua suối bằng máy xúc. Để sang bên này nhận đồ tiếp tế các bạn ạ, nhận đồ viện trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Đó, đằng kia là xa kìa, rất là xa luôn các bạn ạ. Đó, đằng đấy là các mạnh thường quân này, các nhà hảo tâm này đang vận chuyển rất là nhiều đồ tiếp tế ở khu vực đấy. Bà con sẽ phải đi bộ trong theo con suối này đến khu vực đấy để nhận đồ tiếp tế, sau đó lại quay về đây. Về đây thì cũng bằng máy xúc này. Đó, bây giờ đang chỗ này là chia cách thành hai con suối bạn ạ, hai nhánh luôn. Mới đầu là một con suối rất là to này, xong về sau là máy xúc múc một con một cái giải đất ở giữa này các bạn này, ngăn đôi này, ngăn đôi ở giữa này ra để cho dòng nước nó nhỏ lại, thì để cẩu người sang nó dễ, và cũng để để lối đi luôn các bạn ạ. Chứ mà để nước to này thì không thể qua khỏi luôn. Rất là nhiều người đang đứng bên kia để nhận, có nghĩa là mỗi một gia đình người ta chỉ cử một người đi thôi các bạn ạ, để nhận hàng thôi chứ không thể đi đông được. Bởi bên này đi qua cái chỗ này rất là khó. Đang huy động cả máy xúc để chuyển người đi qua đến lại và chuyển đồ. Các bạn thấy là vùng cao vất vả chưa? Cực kỳ là khó khăn và vất vả các bạn ạ. Đây chỗ này là có hai vợ chồng, một ông chú, một ông anh ra đi về đây các bạn này. Đó, nhận đồ tiếp tế vượt suối các bạn ạ, không phải là như những chỗ khác mà có thể là đến chỗ nhận mà đi đường đi bộ được là tốt lắm rồi. Ở đây phải đi lội qua suối cực kỳ là nguy hiểm. Một ông anh vừa nhận được một bao gạo 10 cân này, một ít sách vở này, mì tôm này, bánh mì này các bạn này. Bây giờ phải vượt qua con suối này, có nhiều chỗ để vượt qua. Nhưng hai anh này khiêng lợn thì anh ấy đi cái chỗ này. Đấy, lúc trước khiêng lợn để đi cái chỗ này. Còn anh này thì là đi đường bên này. Nói chung là nhiều lối đi các bạn ạ. Cảm thấy lối nào đi an toàn thì người ta sẽ đi. Như chỗ này là... Chỗ này có vẻ đi được anh nhỉ? Chỗ này lông nhất đấy nhỉ? Vừa em đi chỗ kia sâu quá, thật đùi luôn. Đây thì các bạn này tí là... Đi có khi lúc về đi lối này luôn các bạn này. Đấy, quẹo. Sâu phết đấy, cũng phải đi qua đầu gối đấy. Rất là nhiều bà con đang sang bên kia rồi, tí nữa nhận đồ là người ta cũng phải vượt qua suối này các bạn ạ.
Bây giờ chúng ta đang xem anh này, anh ấy đi về của gì, đang buộc hàng hóa vào người rồi, buộc bánh mì rồi là các đồ đạc để vào người rồi. Tí nữa sẽ qua suối bạn ạ, vác gạo lên vai rồi, vác gạo lên đầu, vác gạo lên vai, còn hai gói mì tôm nữa, hai gói mì tôm mình là hai lách các bạn ạ. Đi đường đấy có vẻ ngon hơn các bạn ạ, đấy rất là lông luôn, đi chỗ này rất là lông, và người ta đi ra cái chỗ đằng kia kìa. Bây giờ mình xem anh ấy đi đường nào để tí nữa mình về đi đường đấy cho nó an toàn các bạn ạ. Đi nhận đồ hả anh? Chào các chị nhá. Bây giờ xem anh này anh đi lối nào. Hồi nãy có một chị là cũng đi sang rồi các bạn ạ. Đi chỗ này, đi chỗ này bây giờ cực kỳ là nguy hiểm luôn đấy. Qua cái chỗ kia, qua chỗ hòn đá kia rồi, đang leo lên chỗ cái bờ kè rồi. Ui, cứ lợn. Tí quá không quay được cảnh này. Cứ mãi quay anh kia. Cái này là cẩu được lợn sang bên này rồi các ơi. Đấy, các bạn thấy vùng cao khổ chưa? Vất vả chưa? Phía trước thì nó khiêng gà, phía này thì khiêng lợn. Đây, anh này đang đi qua cái chỗ này. Nói chung là đi ra đường của anh này cực kỳ là nguy hiểm các bạn ạ. Các bạn thấy vùng cao khổ chưa? Cực kỳ là vất vả, phải khiêng lợn qua, chuyển lợn qua suối bằng máy xúc rồi này. Bây giờ là mấy anh sẽ phải đi qua suối Bình, đi theo mấy anh các bạn nhé. Ở chỗ kia thì người dân cứ đi ạ, đổ vứt vào đá là đọc ạ. Cứ đi ra đi vào bằng cái máy cẩu đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang xem các anh này đi khiêng lợn qua suối bạn này. Cảnh tượng rất là khổ, vất vả ở trên vùng cao các bạn ạ. Chỗ này là nước cũng khá là to luôn các bạn nhé. Với các anh ấy lội qua đùi đấy. Đấy, qua được rồi các bạn ạ. Chỗ này nói chung là nó chỉ qua đầu gối thôi, còn đến đùi. Đấy, đã qua suối các bạn ạ. Có khi tí lúc về đi lối này cho nó an toàn các bạn ạ. Đi lối này nhá. Đây, đi theo hòn đá này này. Cứ theo hòn đá này sang thẳng sang là được. Đấy, người ta đi rất là nhiều đây rồi. Sắn quần cao lên đúng không, nó cuốn. Đấy, nó chỉ đến đầu gối rồi, anh chào. Sâu phết đấy, đằng kia thì là gần đến đùi luôn đấy. Cực kỳ là vất vả các bạn ạ, để lấy được ít hàng hóa viện trợ từ dưới xuôi lên. Từ các mạnh thường quân thì mọi người phải vượt qua những cái cung đường nguy hiểm như vậy các bạn ạ. Xảy ra một cái là ngã luôn các bạn nhé. Bây giờ là các chị em là đi đây, đi thẳng hòn đá này sang. Đây hòn đá này, đây hòn đá đây giấu này. Cứ thẳng này là một phát là sang luôn.
qua đầu gối nhá. Qua đầu gối một tí, cứ thoải mái đi. Chỗ ngoài kia mới qua đầu gối, còn chỗ này thì vẫn đi được. Chỗ này quầy, chỗ này còn sâu hơn chỗ mình đi lúc trước bạn ạ. Chỗ mình đi lúc trước thì nó chỉ đến đầu gối rồi, còn chỗ này thì qua đầu gối luôn các bạn nhé. Đến đầu gối. Ôi, cho điện thoại ra đi. Không có cầu đâu, đi lội suối hết mà. Được viện trợ một bình nước hả anh? Bình nước này mì tôm bánh kẹo à? Nhà mình có bị thiệt hại gì nhiều không? Mình cứ đi vừa nói chuyện không mệt. Hết ruộng rồi à? Có lợn gà có việc gì không anh? Lợn gà không việc gì, chỉ mất ruộng thôi đúng không? Đấy. Ở trên đấy là có nước uống không? Mất hết nguồn nước rồi à? Vậy là mình trước là mình ăn nước lần thì phải không? Bây giờ nó sạt là mất hết nước rồi à? Rồi. Đang đi chân đất các bạn ạ. Vừa đấy là vứt đủng ở dưới kia rồi. Để chạy sang bên này để quay bạn xem được cái cảnh bà con sơ tán này. Đi nhận lương thực thực phẩm này, nhận đồ cờ viện trợ. Đấy, nước lôi rồi là mì tôm, các thứ là cho hết vào cái máy xúc này để qua các bạn ạ. Đấy, lúc về là đến đây là an toàn rồi các bạn nhá. Sang bên kia bờ là an toàn rồi. Đây là một mọi người bắt buộc phải đi ra đường này. Còn cái chỗ lúc suối dưới kia thì là người ta bảo có cái cầu bầu, bạn không biết là mình chưa nhìn thấy chỗ nào luôn đấy. Đấy, tiếp tục bên này là một gia đình khác sang viện cho hàng cứu trợ các bạn ạ. Nên cho hàng vùng cao. Đó, kia rất là nhiều ô tô các thứ là người ta đang phân phát hàng hóa. Còn khu vực này là người ta đang gọi là cầu người, cầu hàng để về bên kia ngôi làng các bạn ạ. Ngôi làng bên đấy thì mất điện, mất nước. À, điện bây giờ có rồi. Bây giờ là mất nước. Những nguồn nước là đều hỏng hết. Một cảnh tượng này là khủng khiếp tại. Rồi tiếp theo là một ông chú này với vài người nữa. Ai nhận được hàng trước là người ta sẽ về nhà luôn các bạn ạ. Đó, lên gầu đứng. Một bao gạo này. Bao gạo này, bánh kẹo, sữa, mì tôm. Có nhà thì lấy mì tôm, có nhà thì không lấy. Nói chung là hàng hóa viện trợ từ dưới xuôi lên, từ các nhà hảo tâm đến các mạnh thường quân các bạn ạ. Đó, một cảnh tượng có 102 ở trên vùng cao các bạn nhé. Đi qua mảng thì đi nhiều rồi, thuyền bè đi qua nhiều rồi, còn đi bằng cầu máy xúc thì đây là cảnh tượng có 102 các bạn ạ. Không biết các bạn đã gặp bao giờ chưa, còn mình lần đầu tiên trong đời mình thấy là qua suối bằng gầu máy xúc các bạn nhé. Đó, vùng cao cực kỳ là khổ, không biết bao giờ cái tuyến đường này mới thông các bạn ạ. Bây giờ chỉ đợi nước nó rút thì là người ta mới làm được. Phía xa xa kia là bà con vẫn đang phải lội qua suối các bạn ạ. Bình nước rất là lặng luôn, người ta đang vượt qua suối rồi là mì tôm các thứ nữa. Qua suối, qua đoạn đấy xong là người ta sẽ phải đi qua cái chỗ này. Đó. Các bạn xem video thì các bạn nhớ chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội
Facebook, Zalo, Twitter để mọi người cùng biết đến nỗi vất vả của bà con trên vùng cao. Đó, để các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, người ta đến tài trợ cho cái bản làng này một con đường đi. Có khi là phải làm một cái cầu các bạn ạ, cầu bắc từ bên kia suối sang bên này suối thôi. Chứ ở đây là ngày trước ở đây là con đường và có cái kiểu đập tràn ấy, nhưng mà rất là nguy hiểm luôn. Có khi là làm một cái cầu vượt thì nó mới an toàn được các bạn ạ. Như này cực kỳ là nguy hiểm. Mỗi khi mà mùa lũ đến, cái làng này trước đó năm 2008 là đã chết 25 người. Năm nay thì là người ta có kinh nghiệm rồi, người ta thấy lũ là người ta không ở đây nữa, người ta di cư hết các bạn ạ. Đó, bình nước này, rất là nhiều đồ đạc cứu trợ để sang bên kia. Đó bạn ạ, vất vả chưa, cực kỳ là vất vả. Các chị em là có cái gùi này. Ba chị em là đang phải lên cái gầu này. Nói chung là ở đây có mà đến khi nào hết thân hàng viện trợ thì thôi con ạ. Tức là mỗi nhà chỉ lấy được một lượt thôi, xong là thôi. Chứ bây giờ mà máy xúc nó làm như này thì có bao giờ mới xong được. Khổ chưa con ơi, người dân khổ chưa. Các bạn có thấy thương xót đồng bào vùng cao không? Mình rất là thương xót các bạn ạ. Rất là xúc động, nghẹn ngào khi thấy những cảnh tượng như này. Những người thì đi ô tô con, ô tô to, ăn mặc sang trọng, người ta không biết có biết đến những cảnh như thế này không? Người ta đã từng trải qua như thế này không? Còn vùng cao thì là giữ được mạng sống rất là tốt lắm rồi các bạn ạ. Giữ được mạng sống và không chết đói đó là may mắn lắm rồi. Còn nhà cửa thì là còn là 50-50, một mất một còn. Đấy, còn chỉ trên vùng cao mới thấy như này. Bạn thấy khổ chưa? Thành phố cố thị phồn hoa thì khác biệt hoàn toàn so với nông thôn miền núi. Nông thôn vùng quê khác các bạn ạ, nông thôn miền vùng quê khác và nông thôn miền núi khác. Nông thôn miền núi thì chịu sự tàn phá của thiên tai, lũ lụt rồi là lũ quét, trôi nhà trôi cửa chết người đó. Có những gia đình thì mất rất sạch luôn, có những gia đình thì sót lại một người, mất hết nhà cửa, mất hết người thân, không biết sống thế nào, không biết ở đâu bạn ạ, không biết cuộc sống sẽ như thế nào, bầu víu của ai. Nếu mà có họ hàng người thân thì người họ hàng người thân mà tốt thì người ta cho ở nhờ, không thì không biết đi đâu mà làm gì để mà tồn tại được, để sống được. Nhưng mà mất hết nhà cửa, mất hết người thân. Đây là con đường duy nhất để qua cái cầu này các bạn ạ. Nắm chắc vào nhá. Đó, cảnh tượng là có 102 các bạn ạ. Không nơi nào có như thế này luôn đấy. Cuối là phải như thế này bạn ạ. Hai chị em kia là vẫn chưa qua được. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Ở đây quay máy cảnh này rồi, mọi người đang qua suối, người đi ra lấy hàng và người lấy hàng được rồi thì đi về các bạn ạ. Đó, sau khi mà quay xong ở cái khu mà máy xúc cổng người dân đi lấy hàng viện trợ và đi về các bạn ạ. Thì đoạn này là mình quay ở cái khu này là khu bà con nhận hàng tiếp tế các bạn nhé, tiếp tế lương thực thực phẩm. Đó, của các mạnh thường quân gửi lên cái xã này các bạn ạ, ở cái thôn này. Bà con đang nhận hàng viện trợ, cứu trợ, mì tôm này. Đây này, mọi người cho trong cái bao này. Đấy, cho trong cái bao cái gùi này. Của nhà chú đâu à chú? Của chú đâu? Chú mang về rồi à? Vâng, thế chú lấy hàng về rồi à?
À, chữ chữ đấy sao để đây. À, của nhà của. À, của nhà mình đấy à? Đấy, cái bình bao nhiêu hồ đấy? À, cái này nó có nước không? À, với cầu. À, nhà mình được cái bình nước này họ. Mỗi một hộ được một cái. Được một cái bình nước này. Các mạnh thường quân viện trợ cho mỗi một hộ gia đình là được một cái bình để đựng nước. Vâng. Thế là một hộ mì tôm nữa. Một hộ mì tôm nữa. Vâng. Một hộ mì tôm một bình nước. Còn một tí sữa. Vâng, sữa các thứ nữa. Đó ra cái khu ngoài này là khu mình sắp kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Một cái chuyến đi rất là dài rồi, từ lúc sáng đến giờ. Qua rất là nhiều chỗ. Các bạn biết rằng là cực kỳ là vất vả để tiếp cận được cái ngôi làng bên đấy. Bây giờ mình về đấy mình gọi hết vốn đây các bạn này. Đó. Lạc này. Với lại san hô bên ở đấy. Đoàn xe này ở đâu lên hả anh? Em không rõ. Biển số bao nhiêu ạ? Đây à? Vâng. Chắc ở dưới xuôi đúng không? Mình nhìn cái biển là biết ngay đoàn ở đâu các bạn ạ. Đó, rất là nhiều bà con đến đây để nhận hàng tiếp tế các bạn nhé. Đoàn này đoàn Hải Phòng. Các nhà Hải Phòng lên nào. Đấy, biển số xe 15 Hải Phòng các bạn ạ. 15-16 Hải Phòng. Đó, bà con đang tập trung ở đây để nhận hàng viện trợ cứu trợ các bạn nhé. Tất cả bà con ở các ở thôn này các bạn này. Đó. Một cái xe khách chở người và một cái xe hàng. Đấy, một cái xe khách 16 chỗ và một xe hàng. Đang xếp hàng để nhận đồ. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái chuyến hành trình này đi các bạn nhé. Một cái chuyến hành trình khá là dài từ sáng đến trưa các bạn ạ. Từ lúc mình ở đây là lúc 7 giờ. Bây giờ là 11 giờ rồi các bạn ạ. Đi quanh cái làng này. Rất là nhiều chỗ, rất là nhiều khu vực. Mất rất nhiều thời gian để đi vào cái khu mà cái mấy ngôi nhà đấy. Nhưng mà không thể tiếp cận được bởi vì không thể qua suối. Không thể liều mạng qua suối được các bạn ạ. An toàn là trên hết các bạn nhé. Đó, và đây thì là chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác trên kênh Lắng Gió Vùng Cao các bạn ạ. Đây này đoàn xe cứu trợ Hải Phòng các bạn này. Đấy. Đoàn xe cứu trợ Hải Phòng. Công ty An Sơn các bạn ạ. Đó. Các bạn xem video các bạn nhớ chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội các bạn nhá để nhiều người cùng biết đến cái sự khó khăn vất vả ở đồng bào vùng cao nói chung và của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là ở huyện Bát Sát nói riêng các bạn nhá. Và đến đây thì chào các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Chào các bạn.